Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, một dự án trọng điểm giúp kết nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với khu vực Đông Nam Bộ, giảm tải áp lực giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến sân bay Long Thành. Dự án dài hơn 57 km, đi qua 3 tỉnh thành Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Cao tốc này sẽ có 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép tốc độ tối đa lên đến 100 km/h dự kiến. Một số đoạn sẽ sẵn sàng khai thác vào cuối năm 2024, với mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2025. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thành đáng kể một số gói thầu nhưng vẫn còn gặp một số thách thức. Các đoạn hoàn thành, đoạn đầu từ km 0 đến km 3,420, cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, đã hoàn tất trải nhựa, kẻ vạch, gắn biển báo và đèn đường, sẵn sàng đưa vào khai thác tạm thời vào tháng 11. Đoạn từ km 50-530 đến km 57-581 tại Đồng Nai, bao gồm các gói thầu A5, A6 và A7, cũng đã hoàn tất hoặc gần hoàn tất, dự kiến sẽ khai thác tạm thời cuối tháng 11. Các gói thầu chậm tiến độ, gói thầu G3, bao gồm cầu Phước Khánh, vẫn đang gặp khó khăn về việc chọn nhà thầu vì thiếu sự tham gia của các nhà thầu Nhật Bản. Hiện đang có kế hoạch bổ sung nhà thầu Việt Nam để đảm bảo tiến độ thời điểm khai thác. Một số đoạn giữa, từ km 3,420 đến km 21,850, từ quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, thành phố Hồ Chí Minh, được dự kiến khai thác vào quý 1 năm 2025. Tổng công ty VEC cũng quyết tâm hoàn thành toàn bộ tuyến đường trong năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Dự án cao tốc này khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông giữa miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, thúc đẩy kinh tế và giảm tải cho hệ thống giao thông đô thị hiện nay.